Chào các bạn ạ, và hiện tại thì tôi cũng đang sử dụng cái phần mềm Zoom để quay lại cái video ngày hôm nay. Cũng là mong muốn là muốn chia sẻ với các bạn một trong số những kiến thức để chúng ta có thể điều hành ở những cái sự kiện online thế nào. Chúng ta biết rằng là khi mà dịch thế này này, chúng ta đều phải làm việc online, chúng ta họp online, đào tạo online, gặp gỡ, trao đổi khách hàng cũng online. Vậy thì một trong những cái phần mềm mà chúng ta dùng rất là nhiều đó chính là phần mềm về Zoom. Mà vậy thì khi mà chúng ta điều hành một sự kiện online, chúng ta tương tác với người tham gia chương trình thì chúng ta cần phải tương tác thế nào? Thì người điều hành phải là người rất hiểu về nội dung, là người rất hiểu về tâm lý của người tham gia và là người rất hiểu về các cái kỹ thuật và các cái kỹ năng để tương tác với cả cái người xem. Và thưa các bạn, nếu như mà chúng ta không có khả năng tương tác thì nó sẽ làm cho hiệu quả của chương trình trở nên kém hơn. Tức là gì? Tức là chúng ta sẽ làm theo thì làm, sẽ kích thích cho những người tham gia, họ sẽ cần phải comment những cái vấn đề, những suy nghĩ, những quan điểm của họ về chương trình ngày hôm nay. Nó cũng là một trong số những cái điều mà chúng ta cần phải làm để làm cho cái phần sự kiện của bạn được tốt hơn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn là những cách để chúng ta có thể kêu gọi cái tương tác của mình khi mà chúng ta điều hành một sự kiện trực tuyến nha. Các bạn, nếu như bạn nào thực sự quan tâm đến điều này thì chúng ta sẽ cùng nhau là ngồi chuẩn bị cho mình sổ bút để chúng ta sẽ ghi chép lại và sau đó chúng ta sẽ luyện tập theo cái phương pháp ngày hôm nay. Và tôi tin rằng nó sẽ mang lại rất nhiều những cái thông tin, những cái kiến thức rất là giá trị mà các bạn có thể áp dụng được ngay vào công việc của mình. Đó, cái thứ nhất đó là kiểu tương tác đầu tiên ạ, đó là kiểu tương tác để lại thông tin. Tức là gì? Là chúng ta nói để cho làm sao cái khách hàng và những người tham gia cái buổi Zoom của bạn họ để lại số điện thoại hoặc là họ để lại những cái thông tin như là email của họ. Ví dụ này ạ, thưa các bạn, là tôi biết rằng là rất nhiều các anh chị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, chúng ta rất muốn được cập nhật và đón nhận những cái phần quà của chương trình. Vậy thì những ai mong muốn đón nhận phần quà của chương trình của chúng tôi, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng nhau để lại số điện thoại của mình tại mục trò chuyện. Thì sau chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ liên hệ và dành tặng cho các bạn những phần quà của chương trình ngày hôm nay đó. Hoặc là các bạn có thể trao đổi là gì với tất cả những ai mong muốn nhận những cái thông tin từ phía công ty, các dịch vụ của chúng tôi, thì xin mời các bạn chúng ta cùng comment email của mình tại mục trò chuyện điện. Các bạn nhớ nhỉ, thì chúng ta sẽ nói để kích thích họ tham gia, kích thích họ để lại cái thông tin. Thì đây gọi là cái kiểu tương tác để lại thông tin đó. Tức là chúng ta sẽ phải yêu cầu và kích thích họ một cách liên tục nha. Chúng ta phải kích thích liên tục để họ comment ra, để lại thật nhiều thông tin, để sau đó chúng ta sẽ có thông tin và dữ liệu. Cái kiểu tương tác thứ hai tức là thế nào? Kiểu tương tác thứ hai là kiểu tương tác chào. Chào nó sẽ có hai phần. Một đó là phần chào phần đầu và hai là phần chào kết thúc, đúng không ạ? Chào phần đầu các bạn sẽ chào thế nào? Các bạn sẽ tương tác thế nào? Thưa các bạn, tôi biết rằng là rất nhiều các anh chị cũng đang tham gia buổi Zoom ngày hôm nay. Và để cho chương trình của chúng ta được diễn ra một cách tốt nhất thì xin mời các bạn chúng ta hãy cùng nhau comment là xin chào được không nào? Xin mời các bạn chúng ta cùng nhau là comment xin chào nhé, để cùng tương tác với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta rất muốn các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau tương tác với chương trình ạ. Hãy cùng nhau comment hai từ xin chào đi nào. Tức là chúng ta sẽ kích thích họ một cái lời chào, họ comment theo một cái sự chỉ định của mình, theo một cái dòng chữ gì là mình kích thích họ viết ra những điều họ đang nói, đồng thời là kêu gọi sự tương tác. Một chương trình thành công nó phải có người nói, có người nghe, có sự tương tác giữa người nghe và người nói. Sự tương tác giữa người nói và người nghe thì đó mới là chương trình thành công. Tránh trường hợp là các bạn đang nói mà các bạn không biết là khách hàng của mình họ đang nghĩ gì. Đó, tiếp theo này, chúng ta sẽ tương tác theo kiểu chào phần cuối. Chào phần cuối thì các bạn sẽ không cần phải yêu cầu họ là phải comment là xin chào hay gì đó, mà các bạn chỉ việc đó là gì? Thưa các bạn, thì hiện tại chúng ta cũng đã, chương trình cũng đã được diễn ra trọn vẹn rồi. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất muốn các bạn chúng ta sẽ cùng nhau để lại một lời chào nào đó đến với chuyên gia, đến với công ty, đến với ban tổ chức, để chúng ta cùng chào tạm biệt nhau nhé. Còn cái việc mà họ viết là, các bạn nhớ nhá, sau khi nói sau câu đó ấy, cái việc mà họ viết là họ chào như thế nào thì đó là cái việc của họ. Cái quan trọng nhất là mình kích thích họ chào mà thôi, các bạn nhớ nhá. Thì đây là cái kiểu mà các bạn sẽ cần phải nhớ. Tiếp theo, cái kiểu tương tác thứ ba, đây là một kiểu tương tác mà rất là thông dụng, đó là để lại những con số. Tức là như thế nào? Chúng ta sẽ có một vài lời để kêu gọi họ tương tác, họ comment bằng việc họ để lại những con số. Ví dụ này, bao nhiêu số anh chị thấy rằng là những nội dung ngày hôm nay thực sự hữu ích, hãy cùng comment số 1 được không nào? Bao nhiêu bạn thấy rằng là những thông tin ngày hôm nay rất giá trị, hãy cùng comment số 5, số 6, số 10 được không ạ? Tức là mình sẽ cho ra một con số bất kỳ. Nó có thể là số 1, số 2, số 5, số 8, số 9. Tránh cái số gì ạ? Tránh cái số 7 ra hoặc là số 4 ra, là một cái số, một trong số những số nó không đẹp. Số 13 ra, đúng không ạ? Còn lại các bạn thích số nào các bạn đưa số đấy. Thì họ sẽ làm bằng việc họ sẽ comment bằng những con số. Và các bạn biết rằng là khi mà Zoom ấy,
họ rất là ngại cái việc là nhắn tin nhiều. Thay vì đó là một dấu chấm, một con số, thì họ sẽ thao tác rất là nhanh. Và nhiệm vụ của bạn là chúng ta sẽ cần phải làm thế nào để kích thích họ, họ nói theo, họ nói được cảm nhận của họ, để họ sẽ có thể tương tác với chúng ta. Thì đó là kiểu tương tác thứ ba, là kiểu tương tác để lại con số. Tiếp theo, một trong những yếu tố quan trọng để chúng ta có thể lưu lại những hình ảnh feedback, những cảm nhận của khách hàng, đó là hình thức kêu gọi tương tác để đưa ra cảm nhận của họ. Các bạn nhớ nha, tức là gì ạ? Ba số anh chị ở đây thấy rằng những cái nội dung ngày hôm nay thực sự là hay, hãy comment hay được không nào? Công thức này, thấy thế nào? Comment như vậy, nhớ nha. Thấy thế nào? Comment như vậy, nhớ này. Ví dụ, bao nhiêu số anh chị thấy rằng những điều tôi vừa nói là đúng, comment đúng được không ạ? Bao nhiêu bạn thấy thầy Văn Minh vừa nói rất là hay, comment hay được không nào? Bao nhiêu bạn thấy rằng những kiến thức mà tôi vừa nói nó thực sự thiết thực, comment thiết thực được không ạ? Bao nhiêu bạn thấy rằng sản phẩm vừa rồi rất tuyệt vời, comment tuyệt vời được không ạ? Công thức nhỉ? Thấy gì, comment đó. Thì các bạn phải lặp lại điều đó nhiều lần. Và tùy vào từng trường hợp, các bạn sẽ sử dụng cái cách mà chúng ta sẽ kêu gọi tương tác bằng cái ngôn từ, bằng cái cách nào cho phù hợp nhé. Còn đây là cách thứ tư, tức là cách mà kêu gọi tương tác bằng việc là để lại những cảm nhận của họ. Và cuối cùng này, đó là kiểu tương tác thứ năm, tức là kiểu tương tác để lại câu hỏi. Tức là bạn sẽ kêu gọi những cái người họ sẽ đặt lại câu hỏi của mình. Bởi vì là trong một chương trình Zoom, chúng ta phải tương tác, chúng ta phải trò chuyện, chúng ta phải giải đáp những vấn đề của khách hàng. Còn nếu như các bạn không giải đáp được, thì nó sẽ không thể giải đáp triệt để được cái nhu cầu của họ đâu. Chứ chúng ta cần phải gì? Cần phải có những cái lời kêu gọi như vậy. Tức là thế nào? Thưa các bạn, tôi tin rằng là rất nhiều người đang rất là muốn được đặt cái câu hỏi cho công ty chúng tôi, được đặt câu hỏi cho lãnh đạo của chúng tôi, được đặt câu hỏi cho chuyên gia. Thì xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng nhau là comment những câu hỏi, những vấn đề, những thắc mắc của mình tại mục trò chuyện, để chúng tôi sẽ cập nhật và sau đó sẽ có câu trả lời phù hợp cho những câu hỏi của các bạn ạ. Tức là chúng ta sẽ liên tục kêu gọi để họ đặt câu hỏi, đặt câu hỏi. Các bạn nhớ nhá, đây là năm cái kiểu kêu gọi tương tác rất là phổ biến khi mà chúng ta điều hành một cái chương trình về Zoom online. Và thưa các bạn, là tôi không biết là các bạn cảm nhận về nội dung này như thế nào, nhưng mà tôi tin rằng nó sẽ mang lại một giá trị nào đó cho các bạn để phục vụ công việc của mình. Và quan trọng này, các bạn hãy nghe theo tôi nhá, viết ra những điều mà tôi vừa hướng dẫn, sau đó chúng ta dựa trên cái lĩnh vực của mình, những cái sản phẩm của mình, chúng ta viết ra những lời tương tác như tôi vừa nói, sau đó chúng ta luyện tập nhá. Và một cái nguyên tắc của việc chúng ta kêu gọi tương tác đó là hãy lặp lại nhiều lần, hãy lặp lại một câu nói nhiều lần. Ví dụ, xin mời các bạn, những ai mà thấy đúng, comment đúng được không ạ? Vâng, các bạn comment đúng đi ạ. Vâng, hãy comment đúng đi ạ. Tôi vẫn nhìn thấy là nhiều người chưa comment ạ. Tôi muốn nhận được thật nhiều những lời comment đúng được không ạ? Vâng ạ, hãy comment đi nào. Đó, tôi muốn thấy những số 1 ạ, những số 10 đâu ạ. Tức là mình phải lặp lại điều đó nhiều lần nhé. Cái công thức này là chúng ta sẽ cần phải kêu gọi liên tục như vậy để tạo ra được những cái sự kích thích cho cái người tham gia. Nó sẽ làm cho cái chương trình của mình nó có qua, có lại. Và hy vọng rằng là đây sẽ là một trong số những kiến thức để hỗ trợ các bạn được tốt hơn khi mà chúng ta sử dụng những cái công cụ về Zoom và kết nối trực tuyến và điều hành sự kiện trực tuyến. Còn bạn, bạn thấy nội dung này như thế nào? Hãy comment một cảm nhận nào đó phía dưới nhá, để tôi sẽ có thêm cái góc nhìn, có thêm góc nhìn từ bạn cùng với góc nhìn của tôi. Ok, một lần nữa, những ai mà chưa subscribe kênh của tôi, hãy cùng nhau subscribe để chúng ta sẽ cập nhật những cái thông tin nó mới nhất về các kiến thức về kinh doanh, về bán hàng, về thuyết trình, về live stream và thậm chí là về MC. Bạn nhớ nha. Và nhớ bấm chuông để cập nhật những video mới nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chuyên đề, trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn ạ.